Chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì vườn mai của chị Diện có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống mai ghép bên vườn của chị Diện ha cô chú anh chị. Mức giá chỉ từ 120.000 cây bao phí vận chuyển luôn cô chú anh chị ha. Mong cô chú anh chị vào xem thấy cái nào giá hợp lý ủng hộ cho vườn chị Diện nha. Và không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn chị Diện để chị Diện chào giới thiệu và giao lưu nha. Chào chị Diện ơi. Rồi. Xin chào cô chú anh chị đang xem kênh nha. Rồi. Thì hôm nay em cũng giới thiệu với cô chú anh chị mình số loại mai để mà mình chơi Tết 2024 nha. Rồi. Cái đầu tiên ngày hôm nay luôn đầu tiên á là nói tiếp clip là cây 43G nha cô chú anh chị. Rồi 43G. Một cây tây thi. Cúc tây thi ha. Cây này cũng còn khá nụ cô chú anh chị ha. Rồi. Thông số luôn ha chị. Chiều cao tới ngang thôi. Cái này hoành khó đo lắm tại vì hai cây nha cô chú anh chị ha. Hai cây đang bính lại nhau ha. Chiều cao mình á là 63. Rồi. Tán ngang mình là 43. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình á là 120 thôi nha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo mã số 44G. 44G là một cây siêu nụ nha cô chú anh chị. Rồi, nụ quá, xa nụ luôn cô chú anh chị ha. Chùm chùm về về luôn ha. Rồi, thông số luôn nha chị. Có củ ha. Hoành mình được 7. Khai thác mình đang nâng thêm củ lên nha. Nụ cực kỳ nhiều luôn. Tán ngang mình là 67. Cao 67. Ủa, cao 67. Tán ngang 39. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 120 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi, mã số 45G. 45G là một cây siêu nụ luôn nha cô chú anh chị. Rồi, nốt nụ quá xá luôn nha cô chú anh chị. Quá trời nụ luôn nè. Về về nụ luôn. Rồi, thông số luôn nha chị. Hoành mình được 8. Rồi, dễ có luôn ha. Cao mình là 49. Rồi. Tán ngang mình là 63. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 nha. Rồi mình đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 46G. 46G là một cây cúc dạng phúc nha cô chú anh chị. Rồi. Nụ ha. Quá trời nụ luôn ha. Liền cốt như cây ghim vậy cô chú anh chị. Rồi thông số luôn nha chị. Củ đế có luôn ha. Hoành mình được 9. Rồi. Cao 35. Rồi. Tán ngang 37. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 thôi nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 47G. 47G là một cây siêu nụ nha cô chú anh chị. Rồi. Nụ nè cô chú anh chị ha. Quá xa nụ luôn nha cô chú anh chị. Siêu nụ. Cụ đế có quái luôn. Rồi thông số luôn nha chị. Hoành mình được 8. Rồi. Nụ quá trời nụ nha. Cao mình 70. Rồi. Tán ngang 49. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 luôn nha. Rồi. Đợi cây ha. Rồi. Rồi. Tiếp theo cây mã số 48. Rồi 48G. 48G là một cây siêu nụ luôn nha. Nụ cực kỳ nhiều nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn nha chị. Có củ luôn cô chú anh chị. Hoành mình được 6,5. Rồi, đây củ nè. Cao 53. Rồi. Tán ngang 33. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 120 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, mã số 49G. 49G là một cây siêu nụ luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi, nụ có nha cô chú anh chị, nụ cực kỳ nhiều luôn á. Nụ vàng hực luôn ha. Rồi thông số luôn nha chị. Kể bính luôn nha cô chú anh chị ha. 5 muối. Hoành mình được 7. Rồi. Cao mình á là 70. Rồi. Tán ngang là 28. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình á là 120 thôi nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 50. 50 là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, siêu bông đó lớn nè cô chú anh chị ha. Nụ có nè, cực kỳ nhiều nụ luôn cô chú anh chị ha. Quá trời nụ luôn ha, đế củ quý luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn nha chị. Cái này chắc khó đo thông số, khó đo chiều cao tới ngang đi, hoành cỡ 7 á cô chú anh chị. Hơn 7. Rồi, hơn 7 tính 7 thôi. Cao được 70. Rồi. Tán ngang 60. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 thôi nha. Rồi đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 51G. 51G là một cây siêu nụ nha cô chú anh chị ơi. Rồi, nút nụ quá trời luôn nha cô chú anh chị. Rồi, để là so 3 dòng luôn cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Hoành 6. Rồi. Cao 76. Tán ngang 40. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 150 luôn nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 52G.
52G cũng là một cây siêu nụ nha cô chú anh chị. Rồi, đế là so 4 dòng luôn cô chú anh chị ha. Nụ quá, sao nụ luôn cô chú anh chị ha, bao nụ tết luôn. Siêu nụ này loại bông từ 8 cho tới 12 cánh nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn rồi chị. Quanh mình được bái á. Rồi. Cao là 65. Rồi. Lá ngang 36. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 120 thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 53. Dây. 53 là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi. Quá thời nụ luôn, hết biết rồi. Siêu bông lá lớn nha. Nụ cực kỳ nhiều luôn. Rồi, thông số luôn nha chị. Rồi. Hoành mình được 6. Rồi. Cao mình 63. Rồi. Tán ngang 50. Rồi. Cây niệm giao lưu với cô chú anh chị mình á là 150 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 54 dây, cũng là cây cuối clip chị Diện giao lưu ngày hôm nay luôn ha. Là một cây thọ hương nha cô chú anh chị. Rồi, thọ hương nha cô chú anh chị. Nụ nè, quá trời nụ luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn ha chị. Có củ ha. Rồi. Hoành 6. Rồi. Cao 70. Rồi. Tán ngang 48. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình á là 120 thôi nha. Rồi, cây này cuối clip thì luôn ha. Cây này cũng là một cây cuối clip. Thì cuối clip em cũng mong cô chú anh chị mình xem rồi coi cây nào được có ân ý mua giùm em. Em xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Diện cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.